Điện Phủ là con đường mới hình thành cách đây chưa lâu, nhưng là con đường quan trọng bậc nhất Quy Nhơn hiện nay. Vâng, chào mừng các bạn trở lại với kênh Quy Nhơn City. Và hôm nay Quy Nhơn City sẽ đưa các bạn xem toàn cảnh khu trục đường Điện Phủ với các khu công nghiệp cũng như là khu kinh tế dọc con đường này cho mọi người xem và đánh giá về sự phát triển của khu vực này trong tương lai. Phía trước là trục đường Điện Phủ giao nhau với trục đường Hùng Vương. Nếu chúng ta rẽ tay trái thì sẽ qua cầu Đôi và tiếp tục vào đường Trần Đạo để xuống trung tâm thành phố Quy Nhơn. Đường Điện Phủ được biết đến là con đường mới đây không lâu, nhưng mà có một trục đường Điện Phủ nữa khá là lâu rồi, đó là phía dưới đường cầu Đôi và chạy qua khu vực núi Bà Hỏa, hồ Phú Hòa và qua khu vực đường Tây Sơn. Nhưng mà đường này thì hiện tại nằm trong khu vực hồ Phú Hòa, cho nên đường rất là xấu, rất khó đi. Vâng, hình ảnh này các bạn có thể thấy đó là đường khu vực kè sông đoạn cầu Đôi đến cầu Hòa Lư. Bên phía này thì họ đã làm xong rồi, phía kia thì còn tầm một tháng nữa là xong các bạn, và sẽ hình thành nên khu vực này sạch sẽ và phát triển. Hướng này thì các bạn có thể thấy là toàn bộ phường Đông Đa dọc đường Trần Đạo và mé sông của sông Hà Thanh. Chung cư có độ cao là 33 tầng, khá là đồ sộ ở thành phố Quy Nhơn. Vâng, đây là trục đường chính của đường Điện Phủ, phía trước đó là chi cục thuế Quy Nhơn. Vâng, một điều đáng tiếc là tuy đường Điện Phủ mới hình thành đây nhưng mà lại làm trục đường khá là nhỏ các bạn. Hiện tại thì đường Điện Phủ có hai làn xe chính và hai làn xe phụ thôi. Hồi mà nếu mà làm được 4 làn xe chính và hai làn xe phụ thì sẽ tuyệt vời. Định hướng phát triển trong 20 năm, 30 năm tới. Chứ còn hiện tại bây giờ thì các bạn có thể thấy là xe cộ qua khu vực này đông và có những lúc là kẹt xe. Khi mà cảng mở cửa thì gần như là không có đường chạy. Tình chung cư Ecolife thì đó là chi cục thuế Quy Nhơn các bạn. Chi cục thuế Quy Nhơn thì được chuyển lên này thì khoảng tầm 2 năm nay. Vâng, phía tay trái đó là khu công nghiệp Nhân Bình. Ở phía trước các bạn đó là con mương. Ở khu vực này đang được cải tạo. Vâng, ở hướng này các bạn cũng có thể thấy là một con mương đang được cải tạo và khu vực phía đầu cầu bên Hoa Lư bên này cũng đang được dọn dẹp sạch sẽ để mà làm những công viên xanh phát triển cho khu vực này. Vâng, hướng này thì các bạn có thể thấy là một nửa thành phố mới bên này, bên phường Đông Đa và một góc bên phường Nhân Bình. Vâng, phía trước đó là cầu Hòa Lư và sông Hà Thanh. Hướng này thì bạn có thể thấy chiêm ngưỡng toàn bộ phường Nhân Bình và đại đa bộ phận là phường Nhân Phú. Vâng, hướng này thì các bạn có thể thấy là một cái mương ngay dọc đường Nguyễn Đình Hoàng đang được cải tạo
làm những công viên xanh và khu tập thể dục cho người dân. Với công viên này thông lên sông Dinh lại và sẽ hướng toàn bộ khu công nghiệp Nhân Bình. Thì dự kiến trong kỳ họp vừa rồi của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì khu công nghiệp Nhân Bình sẽ được di dời khoảng tầm 2 đến 3 năm tới. Đây là khu công nghiệp hình thành chỉ mới đây chưa đầy 20 năm, nhưng mà hiện nay thì rất bất cập của thành phố, ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống người dân, sẽ di dời trong vài năm tới. Cũng như như là một số khu công nghiệp ở Phú Tài sẽ di chuyển ra ngoài thành phố. Vâng, từ hướng này các bạn có thể thấy bệnh viện mắt Quy Nhơn đấy, ngay trong hình luôn. Vâng, đường Điện Biên Phủ thẳng tắp ra tận với đường quốc lộ 19. Phía trước mọi người đó là sông Dinh. Sông Dinh thì quay cho mọi người xem rồi, là cũng là một thành khi mà đi nhánh chia cầu đôi và một nhánh đi về hướng Chợ Dinh. Đây là hướng đi về Chợ Dinh các bạn. Còn cái cầu trong hình đó là cầu sông Dinh. Hiện tại khu vực sông Dinh này cũng đang được cải tạo đi chống lũ khu vực qua phường Nhân Bình. Thì hiện trạng các bạn có thể thấy là dưới phần hạ lưu này thì gần như là xong rồi. Vâng, hướng này thì các bạn có thể thấy bên tay trái đó là nhà máy xử lý chất thải ở phường Nhân Bình. Và rất là nhiều khu đất chuẩn bị sẽ được phân lô để mà làm các công trình tiện ích của nhà nước cũng như là các khu đô thị cho người dân xây nhà. Đấy các bạn, bên tay trái đó là khu xử lý chất thải. Vâng. Trước mắt mọi người đây là khu vực tràn thuộc đường Điện Biên Phủ, nơi mà khoảng tháng 10, tháng 11 âm lịch, tháng 9, tháng 10 âm lịch thì nước lũ về thì đoạn này nước sẽ tràn lên khoảng 1 mét đến hơn 1 mét, phương tiện sẽ không đi lại được. Vâng, từ hướng này
quay ngược lại cho các bạn xem. Đấy, bên phía trên đó là khu đăng kiểm xe cũng như là khu vực giết mổ tập trung của phường Nhân Bình, chung cư Eco Home.